Buổi sáng kinh hoàng. Tại khu phục vụ ngoại giao đoàn Vạn Phúc, phố Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội, từng là hiện trường một vụ án kinh hoàng gây chấn động nhất trong năm. Hôm đó là ngày lễ tình nhân. Thời điểm nhân viên bảo vệ của khu phố đang làm nhiệm vụ tại cổng 298 phố Kim Mã thì phát hiện một chiếc xe ô tô Lexus màu đen đỗ xịch trước cổng. Người ngồi trong xe có nhiều hành động như đang cầu cứu khi liên tục cố gắng thò tay qua cửa vẫy, tỏ ý cần nhờ sự giúp đỡ. Khi tiến lại gần xem xét, người bảo vệ hoảng sợ thấy người trong xe trên cổ và áo dính đầy huyết. Lúc này, người đàn ông không thể nói được gì, chỉ có thể lấy tay ra hiệu cầu cứu. Thấy tình huống nguy hiểm, nên nhân viên bảo vệ khu ngoại giao đoàn đã chạy vào phòng khám gia đình ở gần đó, gọi bác sĩ trực nhờ giúp đỡ. Thế nhưng khi các bác sĩ phòng khám đến nơi, thì người đàn ông đã nằm bất động. Khi trung tâm cấp cứu 115 thành phố có mặt, thì người đàn ông đã thiệt mạng. Công an thành phố Hà Nội xác định nạn nhân là Nguyễn Trọng Cường, bị một vết thương chí mạng tại vùng cổ dẫn đến thiệt mạng. Cơ quan chức năng nhận định, thời gian từ khi nạn nhân xảy ra chuyện đến khi nạn nhân qua đời chừng 5 đến 10 phút. Căn cứ vào những tài liệu, dấu vết thu tại hiện trường và những kết quả khám nghiệm chiếc ô tô, pháp y khám nghiệm, lực lượng công an đưa ra nhận định đây là một vụ tước đoạt mạng sống, nạn nhân đã bị ra tay một cách dã man. Tuy nhiên, động cơ mục đích gây án là gì mới là điều khiến cơ quan công an phải điều tra làm rõ. Hiện trường cho thấy đây không phải là vụ án cướp tài sản vì toàn bộ đồ cá nhân của nạn nhân để trong người và trên xe ô tô vẫn còn nguyên vẹn. Lần theo những mối quan hệ của nạn nhân, lực lượng công an nắm được nạn nhân là giám đốc một doanh nghiệp lớn ở tỉnh Cao Bằng và có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp. Nạn nhân có nhà ở Hà Nội nhưng vẫn thường xuyên lên Cao Bằng làm ăn. Hé mở hiện trường vụ án. Quá trình thu thập thông tin từ người dân, cơ quan điều tra phát hiện một chi tiết vô cùng quan trọng. Vào thời điểm trước khi nạn nhân mất mạng, một số nhân chứng đã nhìn thấy nạn nhân cố gắng điều khiển chiếc xe ô tô Lexus đến khu ngoại giao đoàn Vạn Phúc trước khi nạn nhân được phát hiện qua đời tại nơi này. Từ đây, cơ quan điều tra xác định đây không phải là hiện trường đầu tiên xảy ra vụ án. Hơn 100 lượt cán bộ chiến sĩ của ba phường Kim Mã, Liễu Giai và Ngọc Hà phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội đã được huy động để điều tra, tìm kiếm hiện trường chính của vụ án. Sau khi thực hiện nhiều biện pháp điều tra, các chiến sĩ công an phát hiện cách đây hơn 2 năm, anh Cường quan hệ tình cảm với một nữ sinh viên trường đại học tên Vũ Thị Kim Anh, 22 tuổi, trú tại Cao Bằng. Thời điểm xảy ra vụ án, Kim Anh đang học năm thứ tư, sống ở một khu tập thể tại Hà Nội. Cơ quan công an quyết định mời A về trụ sở để làm việc. Thế nhưng tại cơ quan công an, Kim Anh không hé răng nửa lời về tất cả những câu hỏi liên quan vụ án. Sau khi được cán bộ điều tra động viên, thuyết phục và cho biết pháp luật luôn rộng lượng, khoan hồng với những người lầm lỗi biết hối cải, Vũ Thị Kim Anh đã bật khóc nức nở và thừa nhận đã hạ sát anh Nguyễn Trọng Cường. Bi kịch từ mối tình tội lỗi. Vũ Thị Kim Anh lớn lên trong một gia đình gia giáo, bố là cán bộ nhà nước đã nghỉ hưu, mẹ làm giáo viên tại Cao Bằng. Sau khi đỗ một trường đại học nổi tiếng, cô được bố mẹ mua cho một căn hộ ở tập thể ở Hà Nội để theo học đại học. Tháng 4 năm 2006, qua bạn bè giới thiệu, Kim Anh làm quen với nạn nhân. Hai người sau đó dần nảy sinh tình cảm dù lúc này nạn nhân đã có gia đình và cô gái trẻ hoàn toàn biết rõ điều này. Đến cuối năm 2006, sau khi biết anh Cường có nhiều mối quan hệ phức tạp và nghiện ngập nên Kim Anh đã quyết định chia tay. Tuy nhiên, qua gần 3 năm, đến Tết năm 2009, Kim Anh bất ngờ nhận được điện thoại của nạn nhân đề nghị nối lại quan hệ nhưng cô đã cự tuyệt. Ra Tết khi xuống Hà Nội, tiếp tục theo học đại học, cô lại nhận được điện thoại của anh Cường đòi nối lại quan hệ tình cảm như trước. Đến tối ngày 12 tháng 2 năm 2009, nạn nhân gọi điện thoại yêu cầu Kim Anh phải đi chơi với mình. Tối hôm sau, nạn nhân thấy Kim Anh không trả lời yêu cầu của mình, đã đe dọa sẽ nói ra chuyện quan hệ giữa mình và Kim Anh cho người yêu của cô biết. Sợ mọi người biết mối quan hệ giữa mình và anh C, A đã nhận lời. Đêm ngày 13 tháng 2 năm 2009, sau khi đi ăn tối cùng nhau, nạn nhân điều khiển xe ô tô chở Kim Anh đến ngõ 279, phố Đội Cấn. Tại đây, lợi dụng đêm tối, nạn nhân có ý định giở trò sàm sỡ và đòi quan hệ với Kim Anh.
Tuy nhiên cô tỏ thái độ không đồng ý và chuyển xuống phía ghế sau để ngồi. Lúc này, nạn nhân cũng xuống xe để nghe điện thoại của ai đó, rồi lại tiếp tục lên xe và có hành động sàm sỡ ả. Sau đó, trong lúc nạn nhân ngửa người ra sau ghế lái, Kim Anh đã thò tay lấy hung khí sắc nhọn ở túi để đồ hàng ghế sau, tấn công nạn nhân từ phía sau. Bị tấn công, nạn nhân cố gắng ngồi dậy, nổ máy và lái xe chạy ra đường Đội Cấn, rẽ phải, đến trước ngõ 285 Đội Cấn thì xuống xe. Một tay bịt vết thương ở cổ đang do rỉ huyết, một tay lấy điện thoại đưa cho một người bán hàng phở đêm, ra hiệu gọi điện cấp cứu. Nhưng anh này không hiểu ý, vì thế nạn nhân lại tiếp tục lên xe lái tiếp về hướng ngã tư Liễu Giai, Đội Cấn. Đến trước cửa khu ngoại giao đoàn Vạn Phúc, anh Cường đã dừng xe, ra hiệu gọi một người bảo vệ tại đây. Người bảo vệ lại gần, thấy nạn nhân lúc này bị thương nên đã vào gọi bác sĩ ở phòng khám gia đình Hà Nội tới cấp cứu. Nhưng đến nơi thì nạn nhân đã qua đời. Về phía Kim Anh, sau khi gây án, quá hoảng sợ nên lao ra khỏi xe, chạy về phía đầu ngõ 279 phố Đội Cấn, với taxi đi về nhà bạn trai. Sau đó cô đi thuê nhà trọ, ngủ qua đêm và hôm sau trở về trạng thái sinh hoạt bình thường. Cả SIM lẫn máy điện thoại mà cô đã dùng để liên lạc với nạn nhân đã bị vứt đi để phi tang. Hung khí gây án là vật sắc nhọn cũng được Kim Anh phi tang và mãi sau đó vẫn không tìm thấy. Trong quá trình bị cơ quan điều tra thẩm vấn, Kim Anh đã khóc rất nhiều và tỏ ra ăn năn với việc mình đã gây ra. Đặc biệt khi nhìn thấy mẹ, Kim Anh òa khóc nức nở. Cô gái phút chốc trở nên yếu đuối trong vòng tay mẹ. Nén giọt nước mắt vào lòng, người mẹ động viên: mẹ và bố luôn yêu thương con, dù con đã làm sai điều gì đi nữa, mẹ không bao giờ bỏ rơi, nhớ thành khẩn khai báo, pháp luật sẽ khoan hồng với con. Bản án 14 năm tù đã được tuyên cho hành vi tội ác mà Kim Anh đã gây ra. Em muốn mọi người quên em đi. Cán bộ giáo dục trại giam Phú Sơn 4 cho biết, Kim Anh đã có chuyển biến rất nhiều trong nhận thức so với hồi mới vào, tư tưởng không còn hoang mang và A đã yên tâm cải tạo. Nhưng cô ấy dường như vẫn chưa vượt qua được chuyện cũ. Em muốn dư luận quên em đi, quên câu chuyện buồn của em đi. Em muốn quên đi quá khứ, em chỉ nhớ những hình ảnh đẹp trong quãng thời gian là sinh viên thôi. Khi được hỏi về điều khiến cô ân hận, Kim Anh trả lời: ân hận nhất là em có lỗi với cha mẹ. Cha mẹ đã cho em ăn học tử tế, hy vọng em thành người tốt, vậy mà mọi chuyện đã xảy ra. Nói đến đây, cô khóc. Cô cũng khóc khi nhắc đến những bạn bè cũ, những người đã không bỏ rơi cô. Ngay cả khi cô vào trại giam, họ vẫn đến thăm, động viên. Sự cảm thông với những gì cô gây ra cho cô hiểu được giá trị của tình cảm, sự bình yên và sự tự do. Cô đã vấp sai lầm, đi vào một ngã rẽ tiêu cực, dấn thân vào một cuộc tình sóng gió. Và câu chuyện của cô, dù đau đớn, nhưng sẽ là bài học rất nhiều cô gái trẻ. Những cô gái tưởng đã được trang bị đầy đủ về vật chất, về học thức, nhưng thực ra kỹ năng sống lại quá kém, để rồi tự đẩy mình vào những bi kịch không đáng có.